Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đã chờ đợi ở cạnh bên anh lắm. Anh hiền lành ngầm mà cứ tiếp tục ngại ngùng, thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hay để cho chẳng anh cứ lắng nghe tim muốn gì cho em nghe một câu thôi. 1, 2, 3, 5 anh có đánh giá nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau sau có ra sao, yêu.